Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4:30 giờ California, tức là 6:30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 8 tây tháng 7 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn có hai đề tài mỗi một ngày. Trước khi đi vào các đề tài thì là phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn. Số điện thoại là 714-657-2425. Luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang, có thể tham khảo luật di trú. Nếu quý vị ở California, có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với luật sư Dina Nguyễn 714-657-2425 và nhớ là thét cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Wing Financial, công ty tài chính và thuế vụ. Mùa thuế năm nay, nếu quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi tối đa với sở thuế và nhớ chúng ta chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là chấm dứt mùa khai thuế của năm nay 15 tây tháng 7 và nếu quý vị nào chưa khai thuế có thể là khai thuế ngay từ bây giờ. Và giới thiệu quý vị công ty Wing Financial 714-888-5666, 714-888-5666. Ngoài ra, Wing Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng hay sửa chữa tín dụng cho quý vị. Một lần nữa, 714-888-5666. Và phần bảo trợ thứ ba là phần bảo trợ của nhà hàng Song Long, tọa lạc ngay trên đại lộ Bonsa, nằm giữa trái tim của Lido Sài Gòn và đã có mặt gần 30 năm. Nơi gặp gỡ của rất nhiều văn nghệ sĩ tại quận Cam. Tuy nhiên, dưới lệnh lockdown của chính phủ, thì nhà hàng Song Long mở cửa nhưng có để bàn bên ngoài cho quý vị có thể ngồi dùng vào cái mùa này. Hoặc là quý vị có thể order to go. Mỗi chi tiết quý vị có thể vào trang Yelp đánh chữ Song Long Restaurant. Quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, địa chỉ và số điện thoại của nhà hàng Song Long 714-775-3724, 714-775-3724. Và phần bảo trợ cuối cùng là của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức Centra Võ DDS, chuyên về nha khoa cho người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị muốn bản thân của mình và người trong gia đình có được hàm răng trắng, khỏe, cứng cáp, mọc đều, quý vị có thể giao phó trách nhiệm này cho nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng tọa lạc ngay trên đường Mặt Phê Đình gần góc đường Beach. Nếu quý vị đi từ hướng Magnolia tới, trước khi tới đường Beach bên tay phải là siêu thị Thuận Phát, bên tay trái là K&P Dental của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Cũng vào trang Yelp đánh chữ Centra Võ DDS, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, địa chỉ và số điện thoại của văn phòng 714-890-9090, 714-890-9090. Và đó là phần bảo trợ của các người bạn đã bảo trợ cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta lại bước vào các đề tài liên quan tới thời sự mỗi một buổi chiều. Và trong đề tài ngày hôm nay thì nó là một cái tin, nhưng mà cái tin này thì trước đây tôi cũng đã từng nói với quý vị cái sự thành công của Tổng thống Trump. Nhưng cái tin ngày hôm nay sẽ nhấn mạnh thêm cái sự thành công này, khiến cho cả Tập Cận Bình phải lo ngại và phải tìm cách hợp tác với Nga. Trong bản tin mới nhất vào chiều ngày hôm nay, thì Tập Cận Bình đã có cuộc nói chuyện với lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và trong đó Tập Cận Bình đề nghị Nga là phải hợp tác với nhau để mà chống lại chủ nghĩa đơn phương. Đây là một trong những cái tin mới nhất mà từ tờ South China Morning Post. Bây giờ mình vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem tại sao tôi nói đây là sự thành công của Tổng thống Donald Trump. Nga và Trung Quốc nên phải đứng chung với nhau để chống lại chủ nghĩa đơn phương. Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với lại ông Tổng thống Nga là Vladimir Putin trong cú điện thoại diễn ra vào ngày hôm nay thứ Tư. Ông Tập cho biết rằng cần thiết cho Bắc Kinh và Moscow là phải có cái chiến lược đối thoại và hợp tác nhanh chóng để thay đổi tình trạng toàn cầu. Theo tường trình của đài truyền hình của Trung Quốc là CCTV, TN. Và cuộc nói chuyện này diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có nhiều căng thẳng trên nhiều mặt trận, cũng như là giữa Trung Quốc và Ấn Độ gần đây đã có sự xung đột ở khu vực biên giới, nhất là ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Và nó diễn ra 5 ngày sau khi mà ông Putin
đã có cuộc nói chuyện với lại Thủ tướng của Ấn Độ là Modi sau khi mà phía New Delhi, tức là chính quyền của Ấn Độ, đồng ý là mua thêm một loạt những cái vũ khí mới từ nước Nga. Đó là một trong những cái lặp lại những cái tin được tường trình của tờ South China Morning Post. Và truyền thông của Ấn Độ báo cáo thì là ông Modi được xem là cái vị lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đã chúc mừng cái chiến thắng của ông Putin trong việc mà trưng cầu dân ý và tu chính hiến pháp, trong đó cho phép ông Putin có quyền tham gia tranh cử thêm lần nữa và có thể cầm quyền cho tới năm 2036. Và Putin đồng thời cũng nói với ông Modi rằng ông mong muốn sẽ gia tăng hợp tác với lại Ấn Độ trong cái gọi là chiến lược đối tác giữa hai quốc gia. Còn Tập Cận Bình thì nói với Putin là Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục ủng hộ nhiều phương diện đối với Nga, đặc biệt là phản đối mạnh mẽ cái việc mà gọi là xen vào chuyện nội bộ của nhau và quản lý đất nước trên tinh thần chủ quyền, an ninh và phát triển. Đó là lời phát biểu từ phía Tập Cận Bình. Trong đó thì ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc luôn ủng hộ cho Nga trên cái đường hướng phát triển và của quốc gia, và kêu gọi hợp tác trong vấn đề kỹ thuật, vấn đề phát triển những cái vaccine và kể cả ngành sinh học. Đây là lời kêu gọi của Tập Cận Bình. Và ông ta nói rằng Nga cần phải hợp tác nhiều hơn với lại Trung Quốc, bao gồm cả việc mà đôi bên nối kết và làm việc trong cái cơ chế Liên Hiệp Quốc. Đó là lời, và họ trong cái lời đưa lời kêu gọi này và cuộc điện thoại này diễn ra ngay sau khi mà Nga và Trung Quốc đã phản đối một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó là cho phép băng ngang qua biên giới của Syria trong tinh thần cứu trợ nhân đạo. Lúc đó theo cái nghị quyết này được Đức và Bỉ đệ trình thì muốn gia hạn thêm cái việc mà băng ngang qua hai cái điểm biên giới của Syria để mà cứu trợ cho những người tị nạn Syria. Nhưng mà Nga thì và kéo dài một năm, Nga phản đối và Nga nói rằng chỉ cho phép băng ngang một ngã và cũng chỉ 6 tháng mà thôi. Và cuối cùng Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu phản đối, bất kể 13 thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đều bỏ phiếu thuận. Và sự phản đối của Nga và Trung Quốc là hai quốc gia thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc làm cho cái nghị quyết này đã không thể ra được. Đó là một trong những cái mà chúng ta nhìn thấy được từ cái việc hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong việc mà đối phó với Hoa Kỳ. Và trong cuộc nói chuyện thì Tập Cận Bình nhấn mạnh là Nga cần phải hợp tác để chống lại chủ nghĩa đơn phương. Đây là lời nói của Tập Cận Bình. Và điều này Tập Cận Bình cho rằng bất lợi cho cả Nga và Trung Quốc, cũng như là những quốc gia mà có cái tư thế yếu hơn. Đó là tất cả những cái diễn biến diễn ra ngày hôm nay trong phiên cú điện thoại giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ok các bạn, đó là toàn bộ cái bản tin chiều ngày hôm nay được tờ South China Morning Post đăng lại. Dựa trên cái bản tin này thì chúng ta đã thấy được cái điều đầu tiên là tôi nói rằng cái chiến thắng của Tổng thống Trump trong chính trường quốc tế. Rồi một lát nữa tôi mới đi vào phân tích thêm tại sao mà là Tập Cận Bình và Nga rất sợ chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa đơn phương và chỉ mong muốn có những cái cuộc đối thoại chủ nghĩa đa phương thôi. Ok các bạn, bây giờ trước hết là nói về Tổng thống Trump của chúng ta. Kể từ khi mà ông đắc cử từ năm 2016 thì quý vị đã biết khi mà Tổng thống Trump lên thì ông vẫn mang cái câu khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Make America Great Again, và Keep America Great, tức là giữ sự vĩ đại của nước Mỹ. Thì với cái câu khẩu hiệu này, Tổng thống Trump đã không muốn tham gia bất cứ một cuộc đối thoại đa phương nào. Tại vì ông thấy rằng, ông đã nhìn ra được cái sự bế tắc của chủ nghĩa đa phương. Từ xưa tới nay, kể từ cái thời của Bill Clinton, thì là bắt đầu cái chủ nghĩa đa phương, thì rất nhiều hồ sơ đã không được giải quyết, bế tắc, thất bại cho tới ngày hôm nay. Và không giải quyết được bất cứ một điều gì cả. Điển hình là những cái vấn đề gì được đưa lên mổ xẻ trên Liên Hiệp Quốc thì các quốc gia cãi qua cãi lại, cãi tới cãi lui, nước này đồng ý, nước kia không đồng ý. Một nồi như vậy, nó trở thành một cái ổ như vậy. Cuối cùng không ra được, đôi lúc không ra được một cái bản thông cáo chung hay là một cái quyết định chung. Thì điển hình nhất là quý vị thấy từ thập niên 90, hai hồ sơ chưa bao giờ giải quyết được hết. Hồ sơ thứ nhất là cuộc lập quốc của người Palestine và cuộc gọi là tranh chấp với người Israel, tức là người Do Thái. Thì vì nó là một cái khu vực đáng lý là chỉ nếu mà hai nước này nhúng vô giải quyết một cách trực tiếp,
hai cái dân tộc này nhúng vô thì có lẽ nó đã xong từ lâu. Nhưng mà từ giữa thập niên 90 cho tới bây giờ 30 năm rồi, từ khi mà ông Yasser Arafat từ một cái chủ nghĩa khủng bố được thừa nhận là cái người lãnh đạo của phong trào Palestine cho tới bây giờ, ông chết rồi mà người Palestine vẫn chưa lập được quốc. Đó là cái sự thất bại của chủ nghĩa đa phương. Tức là khi mà nhúng vô thảo luận về cái vấn đề mà gọi là hòa bình giữa Palestine và Do Thái, thì Hoa Kỳ ủng hộ Do Thái, thì những quốc gia còn lại ủng hộ cho Palestine. Và cuối cùng cái Jerusalem trở thành cái điểm bế tắc của đôi bên, không bên nào giải quyết được hết. Rồi cái thứ hai là cái cuộc đàm phán 6 bên trong cái hồ sơ của Bắc Hàn. Trong cái hồ sơ của Bắc Hàn, đàm phán 6 bên cũng thất bại luôn. Từ giữa thập niên 90 là Bắc Hàn đã, hồ sơ Bắc Hàn đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cho tới năm 2001 mà Bush, tổng thống Bush con còn nói Bắc Hàn nằm trong trục ma quỷ mà. Nhưng mà rồi từ thời Clinton, Bush con cho tới Obama thì cuộc đối thoại 6 bên vẫn rơi vào bế tắc. Tức là 3 bên, 2 bên, 2 phe. Một phe là 3 bên. Phe thứ nhất là Nhật, Nam Hàn và Hoa Kỳ. Phe thứ hai đối lập là Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn. Cuối cùng, đàm phán 6 bên cũng không thành công. Đó là cái kiểu đối thoại đa phương đó các bạn. Ngồi xuống mà cãi qua cãi lại mấy chục năm chưa giải quyết xong một hồ sơ. Khi mà Tổng thống Trump đắc cử và ông đưa ra cái khẩu hiệu mà tôi vừa nói, thì là ông không có chủ trương đối thoại đa phương nữa. Ông chủ trương đối thoại song phương, nhưng mà trên tinh thần công bằng. Tức là Hoa Kỳ cũng không dùng cái thế mạnh của mình để mà ép buộc những quốc gia khác. Thì cuối cùng ông Trump đã thành công ít nhất trong một cái hồ sơ. Đó là cái hồ sơ USMCA. Tức là cái hiệp ước mà vừa được thực thi hôm 1 tây tháng 7 vừa rồi. Thay thế cho cái hiệp ước NAFTA đã có trị giá 25 năm. Hiệp ước mậu dịch vùng Bắc Mỹ cũng đã thảo luận hết mấy năm trời. Mới xong cái hiệp ước NAFTA và nó đi vào chính thức được ký kết năm 1995. Rồi cuối cùng nó có 25 năm hoạt động. Nhưng sau 25 năm thì ông Trump nói rằng cái hiệp ước này không công bằng. Bởi vì có nhiều cái sự gian manh lợi dụng cái hiệp ước này nhập cản vào Hoa Kỳ, đặc biệt là từ Trung Quốc, là khiến cho Hoa Kỳ bị thiệt hại. Ví dụ, tại vì nó là cái hiệp ước tự do mậu dịch, có nghĩa là không đánh thuế lẫn nhau. Rồi bây giờ mặt hàng Trung Quốc đi qua Canada, đi qua bên Mexico nhập cản vào Hoa Kỳ, nó lại không tính thuế. Thì cái đó, những cái lỗ hở đó phải cần chấm dứt. Và ông Trump đã thúc đẩy một cái hiệp ước mới thay thế cho cái hiệp ước NAFTA mà bây giờ chúng ta gọi là USMCA. Thì trong hiệp ước này, ông Trump đơn phương nói chuyện với Tổng thống Mexico. Và cuối cùng Tổng thống Mexico đồng ý với ông Trump. Rồi sau đó Canada phải chạy theo. Và ông Trump đã nói chuyện với lại ông Trudeau. Và phái đoàn đàm phán đôi bên cũng thỏa thuận. Và cuối cùng thì quý vị đã thấy là cái hiệp ước USMCA đã thành công. Trong vòng chưa đầy một năm thì đã có cụ thể một cái hiệp ước mới rồi. Trong khi cái đàm phán của NAFTA trước đây á, mất 5 năm trời, từ thập niên 90 đến năm 1995 mà chỉ có 3 nước thôi mới có thể đúc kết thành một cái hiệp ước. Còn ông Trump chỉ trong vòng 1 năm là ông đã có một cái hiệp ước mới công bằng hơn và gọi là minh bạch hơn. Thì quý vị thấy là cái chủ nghĩa đơn phương nó giải quyết vấn đề rất mau chóng. Rất mau chóng so với cái chủ nghĩa đa phương. Chủ nghĩa đa phương ngồi xuống nước này cãi, nước kia cãi rồi. Cuối cùng là gì quý vị? Cuối cùng không đi tới đâu hết. Đó là lý do tại sao mà Tổng thống Trump đã thành công. Và ngay cả hồ sơ của Bắc Hàn, trong khi các đời Tổng thống trước, có người nào gặp được lãnh tụ Bắc Hàn đâu. Nhưng khi ông Trump quyết định gạt Nhật Bản, gạt Nam Hàn qua một bên, quý vị đóng vai trò support cho tôi thôi. Tôi là cái quốc gia chính nói chuyện với Bắc Hàn. Và kết quả ít nhất, ông Trump đã làm cho cái hồ sơ Bắc Hàn nó mềm đi. Mặc dù đôi bên chưa còn bế tắc, chưa đến cái mức gọi là chưa có cái kết quả một cách gọi là 100%. Nhưng ít nhất trong những năm mà kể từ khi mà Kim Jong-un gặp gỡ Tổng thống Trump vào tháng 6 năm 2018 và kéo cho tới tháng 12 năm 2019 là Bắc Hàn gần như là không có động đại gì cả. Và kể cả bây giờ đại dịch, Bắc Hàn cũng không có những cái hành động gọi là quá thái để mà đe dọa khu vực. Ít nhất ông Trump đã giải quyết được cái vấn đề của Bắc Hàn một cách rất rõ ràng. Rồi riêng vấn đề của Do Thái, khi mà ổng lên làm tổng thống là ổng quyết định luôn cái Jerusalem là thủ đô của Do Thái.
ổng đưa ra một cái quyết định dứt khoát luôn. Và lúc đó là cái việc mà dời tòa đại sứ tại Tel Aviv về Do Thái là nó có từ dưới thời những đời tổng thống trước rồi. Nhưng không một tổng thống nào dám dời cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ từ Tel Aviv qua Jerusalem cả. Tới phiên ông Trump lên, một phát một. Ông dời ngay tòa đại sứ về đó, ông bất chấp tất cả những cái lời chỉ trích hay là những cái lời lo sợ cộng đồng quốc tế là sẽ có tắm máu ở tại khu vực của dãy Gaza và vùng Tây Ngạn. Nhưng mà kết quả khi mà dời về rồi, bây giờ mấy năm rồi, ở đó có đổ máu giống như dưới thời của Bill Clinton, dưới thời của Bush hay là dưới thời của Obama không? Nó giảm đi rất nhiều. Nó giảm đi rất nhiều. Do đó, cái cách làm việc của ông Trump nó dứt khoát, bởi vì làm việc mà ngồi đối thoại giữa tay đôi, giữa đôi bên, thì dễ có những cái mà thỏa thuận nhanh chóng. Còn bây giờ nè, 3-4 bên ngồi xuống chỗ này interfere, xen vào chỗ kia xen vào, đưa ra cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Do đó ông Trump vẫn chủ trương là đối thoại đơn phương. Và chính nhờ cái đối thoại đơn phương này đã đạt được những kết quả cụ thể. Và không những như vậy, ông sẽ tiếp tục duy trì cái chính sách là đối thoại đơn phương, không còn đa phương nữa. Tức là tay đôi giữa đôi bên với nhau. Và điều này nó đang gây lo sợ cho cả Bắc Kinh lẫn Nga. Nó gây lo sợ cho Bắc Kinh lẫn Nga. Và cái mà tôi đang nói với quý vị là sự thành công của Tổng thống Trump trong vấn đề mà ông chủ trương đối thoại song phương. Song phương hoặc đơn phương. Chứ không chơi cái trò gọi là đối thoại đa phương nữa. Thì rõ ràng Tổng thống Trump đã chiến thắng trong cái vấn đề này. Ngược lại, tại sao Tập Cận Bình và Putin và thúc đẩy Putin là phải ủng hộ mạnh mẽ cho cái chủ nghĩa đa phương? Bởi vì Trung Quốc trong nhiều năm, gần 20 năm phát triển, thì Trung Quốc đã thao túng rất nhiều nền chính trị của các quốc gia. Bây giờ quý vị nghĩ đi, 70 quốc gia đã gia nhập cái một vành đai một con đường của Tập Cận Bình. Nói là gia nhập một vành đai một con đường của Tập Cận Bình, nhưng mà trên nguyên tắc là Bắc Kinh cho vay tiền 70 quốc gia. Tại cái chiến lược này là cái chiến lược cho vay tiền xây dựng mà. Và Trung Quốc cho vay quốc gia này, vay quốc gia kia vay tiền để xây dựng cái hạ tầng cơ sở. Nó gọi là một vành đai một con đường. Thì coi như là Bắc Kinh đã nắm trong tay 70 quốc gia, 70 lá phiếu trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong cái Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc rồi. Chứ không phải Hội đồng Bảo an, trong cái Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc rồi. Cho nên bây giờ nếu mà thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thì Bắc Kinh có trong tay 70 phiếu. Thì 70 phiếu này đối đầu với một phiếu của Hoa Kỳ thì Bắc Kinh có lợi thế hơn. Bây giờ đi lôi kéo Nga, đi lôi kéo những quốc gia độc tài toàn trị khác về phía mình làm một thứ liên minh. Đó là cái cách của Tập Cận Bình. Bởi vì sao? Họ ngại, họ rất ngại đối thoại song phương với ông Trump. Putin thì chưa có ý kiến. Putin thì chưa có ý kiến gì về cái ý kiến đề nghị của Tập Cận Bình. Đây chỉ là mới là một chiều của Tập Cận Bình nói chuyện với Putin thôi. Còn Putin thì không có ý kiến. Nhưng tôi ở đây tôi nói ở chỗ là của Tập Cận Bình. Tại vì Tập Cận Bình không đủ bản lãnh để mà có một cuộc đối thoại song phương với Tổng thống Trump. Không đủ bản lãnh bởi vì đằng sau Tập Cận Bình có quá nhiều những cái lý do mà Tập Cận Bình không muốn đối thoại song phương. Thứ nhất, bản thân Tập Cận Bình là một kẻ sống trong môi trường chính trị của Trung Quốc và đấu tranh chính trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc mấy chục năm. Do đó, cái nhìn của Tập Cận Bình chỉ cục diện, cục bộ ở cái mặt trận chính trị. Còn Tổng thống Trump, ổng là một thương gia trước khi ổng lên làm Tổng thống. Ổng không có một cái vết tích chính trị nhiều. Do đó, cái nhìn của ổng rộng rãi hơn, nó không bị đóng khung trong vấn đề chính trị. Do đó, cái nhìn ổng đa chiều hơn và ổng nhanh chóng có được cái quyết định dứt khoát hơn so với Tập Cận Bình. Tập Cận Bình mà có gặp Tổng thống Trump xong đó, có những vấn đề Tập Cận Bình không quyết định được, phải về trưng cầu ý kiến của Bộ Chính trị. Thì rồi cái này không là chúng ta thấy là Tập Cận Bình đã không đủ khả năng để mà đối đầu với Tổng thống Trump một cách gọi là mặt đối mặt và đối thoại song phương. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tư thế của Hoa Kỳ rất tốt. Bởi vì Hoa Kỳ tạo ra sự thịnh vượng cho những quốc gia làm ăn chung với Hoa Kỳ. Do đó, khi mà Hoa Kỳ ngồi xuống đối thoại song phương, thì đối phương của Hoa Kỳ, họ nhìn thấy được những quốc gia nào mà làm ăn chung với Hoa Kỳ và cùng gánh vác chung trách nhiệm với Hoa Kỳ, thì họ đều được thăng tiến và có cái sự thịnh vượng chung. Còn ngược lại, Bắc Kinh mà ngồi xuống nói chuyện với một quốc gia nào đó, thì cuối cùng Bắc Kinh hút hết. Tức là Bắc Kinh hút sạch tài sản quốc gia đó về quốc gia của mình. Hút sạch và lúc nào cũng ngồi ăn trên ngồi trước, giành những cái phần hơn. Khiến cho cái quốc gia đó đã thiệt thòi rồi,
đã là một quốc gia nhỏ thiệt thòi, bị Bắc Kinh ép còn thiệt thòi hơn nữa. Còn Hoa Kỳ thì khác. Hoa Kỳ mặc dù là một nước lớn, nhưng mà có qua có lại. Có thể Hoa Kỳ đòi hỏi cái quốc gia đó phải minh bạch chính trị, phải đi những cái đường hướng mà làm cho cái xã hội minh bạch để đời sống người dân nó khá hơn. Có những cái điều kiện Hoa Kỳ đặt ra. Nhưng bù lại là Hoa Kỳ đem cái sự thịnh vượng tới cho quốc gia đó. Những nguồn đầu tư từ Hoa Kỳ tới quốc gia đó và làm ăn tất cả mọi thứ, nó làm cho quốc gia đó phát triển kinh tế mau chóng. Do đó, đối thoại song phương những quốc gia đó, nếu mà họ ngồi trực tiếp đối thoại với Hoa Kỳ, họ sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Mặc dù đương nhiên họ vẫn phải mở cửa thị trường theo yêu cầu của Tổng thống Trump, phải mua hàng của Hoa Kỳ theo một cách công bằng. Tôi vào anh 10 đồng, anh vào tôi ít nhất cũng 8 đồng. Thì coi như chúng ta cũng ngang với nhau. Không thể nào mà tôi vào hàng anh xuất cảng qua tôi 10 đồng, mà hàng tôi xuất cảng qua anh có 2-3 đồng là không được. Cái đó nó bất công quá. Nó phải quân bình đều như vậy. Ít nhất anh cũng được 7% chứ. 7/10 chứ. Tôi vào anh vào tôi 10 thì tôi vào anh 7. Thì nó cũng ok. Tại vì tôi là nước lớn, anh là nước nhỏ. Thì cũng ok. Thì cái đó nó gọi là sự công bằng. Do đó ông Trump thúc đẩy chủ nghĩa song phương hay là đơn phương là một trong những cái mà nó tạo ra kết quả cụ thể nhanh chóng. Điều này nó đi ngược lại với là Tập Cận Bình. Tập Cận Bình vì yếu thế hơn, và cái tư thế của Bắc Kinh không đủ được cái tư thế giống như Hoa Kỳ. Cho nên Bắc Kinh lúc nào cũng lợi dụng tiếng nói của nhiều tiếng nói quốc gia khác để làm cái hậu thuẫn. Mà những quốc gia đó thật sự chưa chắc họ đã đồng ý với Tập Cận Bình, nhưng họ ở thế bị ép. Họ ở thế bị ép là phải bỏ phiếu favor cho Tập Cận Bình, tức là phải nói chung tiếng nói với Tập Cận Bình. Tại vì họ mang nợ. Họ mang nợ của Bắc Kinh. Cho nên họ phải có cái tiếng nói theo lý ý của Bắc Kinh. Và chính vì vậy mà nó không vấn nào xong hết, mà các cái vấn đề đưa lên bàn thảo không xong á thì Bắc Kinh có lợi. Tại vì lợi dụng trong lúc mà đôi bên thảo luận chưa xong là Bắc Kinh bắt đầu nhúng tay vào thao túng và phát triển, giống như tình hình của Biển Đông. Mặt miệng thì Bắc Kinh nói rằng là sẽ đối thoại ôn hòa và sẽ có những cái hợp tác với lại khối ASEAN là 10 quốc gia Đông Nam Á để mà thảo ra một cái COC, tức là một cái Code of Conduct đó, quy tắc ứng xử Biển Đông đó. Nhưng mà Bắc Kinh nói, hey, cái cuộc đàm phán này cũng kéo dài 3 năm á. Nó nói trước cái tham lai 3 năm. Và trong 3 năm đó, thay vì tất cả các bên án binh bất động hết, không đụng tới Biển Đông, thì đợi 3 năm sau có kết quả đi. Nhưng không, trong lúc đối thoại là Bắc Kinh bắt đầu xây dựng những cái hạ tầng cơ sở quân sự trên Biển Đông. Tức là Bắc Kinh tìm cách cho đối thoại đa phương cãi qua cãi lại, mua thêm thời gian để Bắc Kinh xây dựng hạ tầng cơ sở của mình ở những quốc gia đó, bất kể là kinh tế hay quân sự. Chính vì vậy, Tập Cận Bình thấy rằng là cái chủ nghĩa đối thoại song phương nó bất lợi cho Bắc Kinh. Nó bất lợi cho cái quyền lực cai trị của Đảng Cộng sản. Và chính vì vậy, Tập Cận Bình mới thúc đẩy Nga là phải đứng về phía mình trong cái vấn đề mà chủ nghĩa song phương. Nhưng mà, chủ nghĩa đa phương, nhưng mà Nga khôn hơn. Putin khôn hơn rất nhiều. Trước cú điện thoại của Tập Cận Bình, Putin đã nói chuyện với Modi. Và cho tới ngày hôm nay, kể từ cái hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và Putin tại Helsinki, Phần Lan, cách đây mấy năm, cho tới giờ phút này, không ai biết được trong 2 tiếng đồng hồ đó, ông Putin và ông Trump đã nói cái gì. Đôi bên cũng không nói cái gì, mà trong khi đó, ông Trump vẫn thực hiện chính sách của Hoa Kỳ, cắt bỏ những cái hiệp ước nguyên tử với Nga, hủy bỏ tất cả những cái hợp tác với Nga về vấn đề mà thỏa ước ký với Nga trước đây. Ông vẫn đi con đường của ông. Và Nga vẫn phản đối chiếu lệ. Nhưng mà chúng ta không biết được trong 2 tiếng đồng hồ đó ông Trump đã có những cái nói chuyện gì với Nga. Nhưng mà sau cuộc gặp gỡ ở Helsinki, Phần Lan cách đây mấy năm, thì quý vị thấy rồi, cho tới giờ phút này ông Trump tập trung vào hồ sơ của Bắc Kinh, và Putin vẫn giữ thái độ đứng ở ngoài, đôi lúc xen vào hỗ trợ Trung Quốc, giống như sáng nay thì đứng chung với Trung Quốc để mà phản đối cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới vấn đề cứu trợ Syria. Mà cái nghị quyết này được đệ trình thì là từ Đức và Bỉ chứ không phải từ Nga, Hoa Kỳ. Thì Putin là một người rất là phải nói là một con cáo già, một con sói. Ông ta không dạy gì thách sai. Mặc dù vẫn lắng nghe Tập Cận Bình nói, nhưng mặt khác ông ta vẫn quan sát. Ông ta vẫn chưa đưa ra. Nhưng rõ ràng quý vị nhìn thấy là Tập Cận Bình bắt đầu sợ hãi.
Bởi vì chủ nghĩa đơn phương hay là song phương sẽ dẫn tới tình trạng Bắc Kinh bị cô lập. Tại vì mỗi một cái điều của Tổng thống Trump với một quốc gia nào, ổng đều đem Trung Quốc ra hết. Ổng đều đem Trung Quốc ra làm cái đề tài là ok, chúng ta thỏa thuận, nhưng mà anh không được để cho Bắc Kinh ABCD. Anh không để được cho Trung Quốc tham gia những cái này ABCD nếu anh muốn thỏa thuận với tôi. Thì những quốc gia khác, họ sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy, chính vì vậy Bắc Kinh rất sợ. Tại vì cánh cửa cô lập nó đóng lại. Khi mà ông Trump thực hiện cái những cuộc đối thoại song phương đó, ông luôn luôn nhắm vào Trung Quốc. Điều này Tập Cận Bình rất ngán sợ. Bởi vậy bây giờ Tập Cận Bình bắt đầu đi vận động để thúc đẩy cái chủ nghĩa đa phương. Tại vì bây giờ Bắc Kinh tự tin là có nhiều quốc gia mang nợ của mình và sẵn sàng bỏ phiếu theo ý của mình. Do đó Bắc Kinh lại thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Nó ngược lại với cách đây khoảng hơn một chục năm. Khi mà tình hình Biển Đông bùng lên á, thì chính Bắc Kinh muốn sử dụng cái thế lực của mình là điều với từng quốc gia trong khối ASEAN. Tức là muốn đối thoại song phương. Trong khi khối ASEAN, những quốc gia nhỏ, thì họ liên kết lại với nhau, họ nói no, chúng tôi muốn đối thoại đa phương. Thì Bắc Kinh phản đối. Còn bây giờ, ngày hôm nay thì ngược lại. Kể từ khi ông Trump lên, lúc còn dưới thời của mấy tổng thống trước Obama đó, thì Bắc Kinh muốn đối thoại song phương để chiếm lợi, dùng cái thế lớn của mình để ăn hiếp nước nhỏ. Nhưng mà bây giờ đụng với Tổng thống Trump thì Bắc Kinh bắt đầu lật ngược lại, không còn đối thoại song phương nữa mà ủng hộ cho chủ nghĩa đa phương. Trong khi ngược lại, ông Trump lại nắm ngay cái lá bài của Trung Quốc là chủ nghĩa đối thoại song phương để đạt kết quả cụ thể. Và ông đã làm được ít nhất 2 hồ sơ mà tôi vừa kể các bạn. Ít nhất là 2 hồ sơ, 3 hồ sơ. Cái USMCA, cái hồ sơ Bắc Hàn ít nhất có cụ thể hơn so với những đời tổng thống trước. Và cái hồ sơ của Palestine và Do Thái, nó đã tạo trong vòng chưa đầy 3 năm. Ông Trump làm được. Trong khi mấy chục năm, không một đời tổng thống nào giải quyết được những cái hồ sơ này hết. Tại vì sao? Lệ thuộc chủ nghĩa đa phương. Và bây giờ Tập Cận Bình cố tình thúc đẩy một cái chủ nghĩa đa phương để đối lập lại với chủ nghĩa song phương của Tổng thống Trump ở trên chính trường quốc tế. Và bây giờ để xem coi cái ai sẽ chinh phục được cộng đồng quốc tế với cái chủ trương này, Tập Cận Bình hay là Tổng thống Trump. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ chiến thắng, bởi vì Hoa Kỳ có một cái tư thế tốt và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của thế giới. Do đó các quốc gia làm việc với Hoa Kỳ vẫn thoải mái hơn làm việc với Bắc Kinh. Và đó là cái mà cho các bạn thấy được là bây giờ Tập Cận Bình tìm cách phản pháo và chống trả lại cái sự cô lập của Hoa Kỳ bằng cách nào Tập Cận Bình đã khởi đầu từ nước Nga. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay liên quan tới chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa đa phương giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Trump. Một lát nữa Phong sẽ trở lại trong cái đề tài thứ hai. Và trong cái đề tài thứ hai này thì mình sẽ đi sâu vào cái xã hội Trung Quốc một chút xíu. Bởi vì trong một cái bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay cho thấy rằng Bắc Kinh đang cho thấy cái dấu hiệu là bắt đầu run sợ trước cái viễn ảnh bất ổn xã hội vì suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Cái câu chuyện như thế nào thì Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong vòng 3 phút. Mong khán giả đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong sẽ trở lại trong vòng 3 phút.